Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị em đã đến với kênh Thủy sản 365. Và trong cái video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho anh em cách chúng ta làm một cái bể nuôi ếch như thế nào. Đấy, cho những cái người nuôi mới, làm sao để cho chúng ta tiết kiệm và đơn giản nhất. Đấy, và chúng ta sau này, trong cái quá trình mà chúng ta không nuôi được con ếch nữa thì chúng ta vẫn còn tận dụng để nuôi thêm được các cái đối tượng cá khác nhé. Đó, thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách mà chúng tôi làm trên trang trại hiện tại để chúng tôi nuôi ếch và sau này là nuôi cá. Đây, tổng quan là như thế này. Đấy. Thì đầu tiên anh em muốn nuôi nó thành công thì chúng ta cần phải làm một cái chuồng trại cho nó bài bản. Ví dụ như ở đây thì chúng tôi làm hoàn toàn bằng cái hệ thống là bể xi măng. Vì sau này chúng tôi còn nuôi thêm cá. Đấy, nuôi thêm cá ở dưới này. Cá thì sau này chúng tôi nuôi cá chê anh em ạ. Đấy, còn hiện tại thì chúng tôi đang thiết kế theo kiểu này. Anh em có thể học hỏi theo cái cách làm của chúng tôi. Đấy. Rất là đẹp luôn. Thì mỗi cái bể này thì tôi đang thiết kế cái diện tích là khoảng 15 m² với cái chiều dài này. À, chiều rộng này khoảng 3 m và chiều dài kia khoảng 5 m anh em nhé. Thì mỗi bể này diện tích là 15 m² này. Đấy, chúng tôi xây bằng gạch, đấy, xi măng. Và bên dưới này thì sàn thì anh em có thể lót gạch hoa. Gạch hoa thì để cho nó giữ được nước và nó cái mặt thoáng, nó mặt phẳng của nó, sau này con cá chúng ta nuôi nó không bị xước. Đó, mục đích là thế. Đây, cái chiều dày của cái bể này anh em có thể làm khoảng 10. Chiều dày khoảng 10. Đây, bằng một viên gạch này luôn anh em. Đó. Đấy. Đây, xi măng đây. Anh em mà làm càng chắc chắn thì vốn nó sẽ cao hơn là so với làm bình thường. Nhưng mà sau này chúng ta sẽ tận dụng nuôi được nhiều thứ hơn. Đấy. Mỗi bể cách nhau có một lối đi anh em nhé. Đây, ví dụ hai cái bể này ở giữa chúng ta chừa một cái lối đi như thế này. Đó, để chúng ta đi, chúng ta chăm sóc quản lý bắt ếch nó dễ dàng. Đấy, ở các cái hệ thống, các cái gốc này, chúng tôi thiết kế các cái cây thanh sắt như thế này để chúng tôi làm cái lưới tre bên trên cho ếch nhé. Đấy, lưới tre này, lưới đen đây. Chúng ta sẽ làm đều đặn. Đấy, mỗi bể chúng ta sẽ làm một cái thanh như thế này, song song với nhau, nó. Để chúng ta sau này móc cái lưới lên như thế này, lưới đen đây. Đấy, thì chúng ta sẽ thiết kế cái hệ thống này như thế này, treo hệ thống điện trên kia để chúng ta chiếu sáng vào ban đêm cho ếch ăn chẳng hạn. Đó. Ở một video trước thì tôi cũng đã chia sẻ cho anh em cách làm cái đường nước nhé. Cái đường ống nước như thế nào đây này. Cách làm nước như nào anh em có thể xem lại, tôi sẽ để link ở trên phần mô tả đây. Thì anh em có thể xem lại cái video để làm cái ống xả nước cho các cái bể này. Đó. Đây, tổng quan đây. Về cái đường ống bơm nước vào thì anh em có thể thiết kế như chúng tôi đây. Có một hệ thống máy bơm ở dưới này, bơm nước giếng khoan lên để làm cái làm cho nước bơm nước vào các cái bể. Chúng ta sẽ một đầu vào và một đầu ra anh em nhé. Đây, cái hệ thống máy bơm ở đây, chúng tôi đặt ở đây để bơm đi các cái bể. Đây, cái máy bơm này anh em nhé. Đây, công suất đây, chúng tôi làm khá là đơn giản rồi. Đó. Đấy, thì cái này sẽ thiết kế một cái dãy ống nước chạy dọc kia để làm cái bơm vào trực tiếp các cái ao. Và còn cái nước xả thải của các cái bể ếch này, chúng tôi thiết kế mỗi cái bể sẽ có một cái rãnh để xả nước và ra sau này có một cái rãnh để đổ ra ngoài các cái chất thải, cái mương chất thải này. Đó, anh em thấy khá là gọn gàng không? Đấy. Hôm nay chia sẻ cho anh em cách để làm một cái bể như thế này. Đấy. Chi phí mỗi bể này chúng tôi tính ra nó rơi vào khoảng 10 triệu trên một cái bể này. Đó. Đấy, vốn đầu tư ban đầu đấy anh em. Còn anh em nào nuôi ếch thì cũng có thể là cắm bạt đấy anh em nhé. Cắm bạt thì hôm sau tôi sẽ chia sẻ anh em cách làm cái bạt như thế nào để chúng ta thiết kế
thiết kế thế nào để cho nó giảm được chi phí tối đa cho anh em mới tập nuôi. Đó. Anh em nào mà đang xem kênh Thủy sản 365 cảm thấy video này hay và ý nghĩa thì có thể bấm vào nút like, chia sẻ video này cho những ai đang quan tâm. Và mọi thắc mắc thì chúng ta sẽ để ở phần mô tả, phần bình luận video để chúng tôi giải đáp cho anh em nhé. Đây, ếch đây. Ếch này chúng tôi nuôi được đã tròn khoảng 2 tháng rồi anh em ạ. 2 tháng thì bình quân nó đang 2 lạng rưỡi một con rồi. Đấy, gắng thêm khoảng 15 ngày nữa là bắt đầu xuất bán này. Đấy. Anh em nào mà thích nuôi ếch thì có thể liên hệ để được tư vấn nhé. Ếch rất là đẹp luôn. Ở những video sau tôi sẽ chia sẻ cho anh em những cái vấn đề trong cái quá trình nuôi ếch nữa. Thì anh em nhớ đăng ký kênh để cùng theo dõi những cái video như thế này nhé. Đấy. Ok. Rồi, đây là tổng quan và đã chia sẻ với anh em cách làm nhé. Đấy. Video đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị em ở những cái video tiếp theo nhé. Xin chào. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Thủy sản 365. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình. Hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.